móng tay cần phải cắt ngắn và sạch sẽ. Nhân viên nữ chỉ sơn móng tay vừa phải, không quá cầu kỳ và loè loẹt. Chính vì bạn là đại diện cho khách sạn nên tóc dài và bẩn hay râu không cạo tạo cho bạn một hình ảnh không chuyên nghiệp. Do vậy mái tóc phải gọn gàng, sạch sẽ và râu phải được cạo hàng ngày. Mái tóc được chải gội thường xuyên luôn mềm mại và tự nhiên, đem lại sự tự tin và duyên dáng cho bạn. Sử dụng nước hoa vừa phải và đồ trang sức không quá cầu kỳ. Sự gọn gàng và ngăn nắp sẽ tạo dựng được ấn tượng tốt đẹp đầu tiên cho khách, giúp cho nhân viên làm việc hiệu quả hơn và không mất thời gian tìm đồ dùng trong khi làm việc. Bàn làm việc, máy tính và quầy phải sạch sẽ, không có bụi bẩn bám. Không nên để các loại giấy tờ không cần thiết trong khu vực làm việc. Phải đảm bảo rằng các đồ dùng, các thiết bị đều hoạt động tốt. Số lượng các đồ dùng phải đủ dùng cho 3 ngày để nhân viên không phải đi tìm đồ trong suốt ca làm việc.